Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Bình cũng như các địa phương trong tỉnh khai lễ đền chùa đầu năm đều tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch, không tổ chức phần hội cũng như các hoạt động tập trung đông người. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm nào cũng vậy, mùng 9 tháng Giêng, bà Tướng Thị Tuyến ở thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình lại đi lễ đền Mẫu Thác Bà. Ngôi đền linh thiêng thờ công chúa Minh Đạt, con gái vua Hùng thứ 18, người có công dạy nhân dân khai hoang, trồng lúa, dệt vải, phát triển nghề chài lưới, đánh bắt cá. Bà Tuyến cũng như người dân địa phương và du khách thập phương đi lễ với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, kinh tế phát triển. Thì tôi đi tôi phải thực hiện là với dịch chống dịch Covid là tôi phải đeo khẩu trang, rồi thì tôi phải rửa tay khử khuẩn và cũng vẫn có niềm vui như vậy khi thôi, bởi vì đi chơi xuân này mình không được tụ tập đông người. Thì mình đi thưa người ra thì mình vẫn được lễ đền mẫu, vẫn thực hiện là mùa xuân. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và huyện Yên Bình, thị trấn Thác Bà chỉ tổ chức phần lễ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì năm nay do tình hình dịch bệnh thì là mọi cái phần lễ hội như là hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian là chúng ta sẽ không tổ chức, mà chúng sẽ tổ chức cái phần lễ tế và dâng hương mẫu. Thì trên cơ sở đó thì là người dân cũng nhất trí ủng hộ, tại vì đang trong hoàn cảnh dịch Covid này, cũng như mọi năm là du khách thập phương cũng như là các bà con du khách ở tận nơi xa là sẽ tập trung vào ngày 19 về rất là đông. Nhưng năm nay nhờ sự tuyên truyền tốt nên từ ngày mùng 1 đến Tết đến thời điểm này là người dân và du khách cũng tập trung vào đi giải rác và cũng thực hiện theo cái 5K và không tránh tụ tập đông người. Trong chuỗi hoạt động thường niên dịp đầu xuân vùng sông Chảy, ngày mùng 8 tháng Giêng, xã Hán Đà tổ chức lễ đình Phúc Hòa. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, xã Hán Đà chỉ tổ chức phần lễ. Các hoạt động chiêm bái của người dân diễn ra nhanh chóng theo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy là nó không được đông như mọi năm vì tình hình Covid, thế nhưng mà mọi cái chuẩn bị rất là trang trọng, rồi các cái lễ, rồi cái đội tế rất là đầy đủ. Cầu làm sao cho quốc thái dân an. Có bà con dân hoặc các đồng chí phục vụ mà có dấu hiệu mà ho sốt thì chúng tôi sẽ đưa ra phòng cách ly riêng và sẽ đưa nhân viên y tế vào để kiểm tra test nhanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo nghiêm cái việc lễ và đảm bảo cái sức khỏe cho bà con nhân dân sau khi lễ xong. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc khai lễ đình đền trên địa bàn huyện Yên Bình được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Bà con nhân dân và du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chủ động ứng phó bằng cách là thứ nhất là mọi người dân đều là tham gia tiêm phòng chống Covid các mũi theo yêu cầu. Thứ hai nữa là thực hiện 5K của Bộ Y tế. Thứ tư nữa là người ta ủng hộ các cái hoạt động của các cấp ngành, trong đó như là lễ hội mừng Đảng mừng Xuân này thì là người ta sẽ rất là ủng hộ trong cái việc là không tụ tập đông người. Thứ hai nữa là cũng tập trung ủng hộ những cái việc mà quán triệt của cấp trên là không tổ chức những cái hoạt động mang tính là vui chơi giải trí hay là những cái hoạt động khác, nên là họ cũng rất là ủng hộ. Đi lễ đầu năm là nét văn hóa tâm linh của người Việt, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân và cầu cho một năm mới bình an may mắn. Năm 2022, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Yên Bình cũng như các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ hội đầu xuân, đảm bảo tuân thủ nghiêm yêu cầu phòng chống dịch, không tổ chức phần hội cũng như các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.